dự định theo học ngành tài chính ngân hàng ở Singapore thì học viện EASB là trường hàng đầu cung cấp cho bạn các khóa học tốt nhất với mức học phí hợp lý ở Singapore. Ngay sau khi tốt nghiệp, bạn có cơ hội ở lại làm việc cho các công ty ở Singapore hoặc là về Việt Nam làm việc trong các ngành như là tài chính ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán, kế toán, kiểm toán vân vân, hoặc là mở doanh nghiệp riêng và còn nhiều cơ hội khác nữa. Học viện Quản lý Đông Á EASB được biết đến là một trong các học viện đại học lớn và uy tín hàng đầu tại Singapore. Trường hiện liên kết với nhiều trường đại học nổi tiếng của Anh Quốc như là University of Wales Institute, Radcliffe, Đại học Queen Margaret, Đại học Harriet, Howard University. Trường thu hút rất đông đảo học viên đến từ 40 quốc gia và phát triển lớn mạnh nhờ tính thực tiễn của các chương trình đào tạo giúp sinh viên có thể hòa nhập vào môi trường công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, trường đang là lựa chọn số 1 của các sinh viên Việt Nam đi du học Singapore ngành tài chính ngân hàng. Các khóa học về tài chính ngân hàng thì bao gồm như là hệ cử nhân trong vòng 3 năm, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân tài chính ngân hàng, cử nhân kế toán, cử nhân tài chính. Và yêu cầu đầu vào là như sau: học sinh học hết lớp 10 tại Việt Nam có thể bắt đầu theo học tại EASB từ các khóa học dự bị đại học. Học sinh học hết lớp 12 tại Việt Nam được xếp thẳng vào năm thứ nhất chương trình cử nhân 3 năm đại học. Chương trình cử nhân 3 năm tại EASB. Về tiếng Anh thì IELTS từ 5 chấm đến 5.5 tùy khóa học hoặc là học tiếng Anh tại trường IESB ở Singapore. Về hệ thạc sĩ thì học trong vòng 18 tháng, thạc sĩ MBA tài chính, thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh, thạc sĩ MBA quản trị dự án, thạc sĩ MBA marketing, thạc sĩ MBA hoạch định chiến lược hay là thạc sĩ MBA quản trị nguồn nhân lực. Và yêu cầu đầu vào là hoàn thành bất kỳ chương trình cử nhân nào tại Việt Nam tiếng Anh là IELTS khoảng 6 chấm hoặc là học ở trường AESB Singapore. Về học phí là học phí đối với mỗi chương trình học là như sau: khóa tiếng Anh trong vòng 9 tháng là khoảng 6.480 đô la Sing, khóa tiếng Anh trong vòng 6 tháng là khoảng 4.600 đô la Sing, khóa tiếng Anh trong vòng 4 tháng là khoảng 3.300 đô la Sing, khóa tiếng Anh trong vòng 2 tháng là khoảng 2.000 đô la Sing. Về chương trình dự bị đại học trong vòng 8 tháng là khoảng 6.300 đô la Sing. Chương trình cử nhân học trong vòng 30 tháng, năm thứ nhất là khoảng 9.200 đô la Sing, năm thứ hai là khoảng 10.500 đô la Sing, năm thứ ba là khoảng 14.500 đô la Sing. Về chương trình thạc sĩ trong vòng 18 tháng thì khoảng 35.685 đô la Sing trên một khóa. Và mọi thông tin thắc mắc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học hàng đầu Tân Đại Dương là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là gọi theo số điện thoại 083-848-4879 để tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại!